Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 17 của hồi ký Trại Kiên Giam của tác giả Nguyễn Chí Thiệp. Ngày hôm sau tôi lại được gọi ra làm việc, mở còng cho tôi là một người trật tự khác, cũng thường phạm. Vừa mở còng hắn nói nhỏ: "Em tên Minh, lính không quân cũ. Hôm qua thằng Châu đánh các anh, tụi em vậy có chửi nó, thằng đó ngu nhưng biết hối hận. Anh thông cảm." Qua giọng nói tôi biết Minh nói thật. Đa số người tù thường phạm rất sốc nổi. Họ sống theo bản năng nhiều hơn lý trí. Ngoài đời hay đối với nhau rất hung bạo, nhưng vào tù rất sợ bị đánh cùm và sẵn sàng làm tay sai cho cán bộ. Bọn cộng sản rất kinh nghiệm. Trong các trại tù, nhốt chung giữa chính trị và thường phạm, chúng rất nâng đỡ tù thường phạm để sử dụng làm tay sai. Tù chính trị ít người chịu làm công việc đê hèn đó. Tôi nói với Minh: "Tôi hiểu các anh làm nhiệm vụ." "Anh hiểu vậy tụi em mừng rồi, nhưng đáng lẽ thằng Châu được lệnh, nó chỉ nên đánh nhẹ. Đằng này à, em biết nó đánh mấy anh đau lắm. Anh nhớ uống nước muối để tránh bệnh hậu." "Thôi, đừng có áy náy Minh, tôi biết phải làm gì." Ra khỏi xà lim, tôi thấy tên Trạc đứng ở xa nhìn lại. Hắn dùng cái khăn bịt mũi vì thối quá. Làm việc với tôi là một tên thiếu úy người miền Nam. Hắn tự giới thiệu là Thành. Cán bộ miền Nam rất hiếm trong hàng ngũ công an. Vừa chỉ ghế cho tôi, hắn nói: "Tôi làm việc với anh vì việc anh sách động đấu tranh chống lại trại giam, tức là anh đã chống lại cách mạng." Thấy hắn cạo bố lấp miệng em, tôi đáp: "Báo cáo cán bộ, tôi không có đấu tranh và cũng không sách động ai cả. Chúng tôi không ai sách động hay thúc đẩy người khác được. Mỗi người đều tự ý hành động. Tôi phản đối là tôi đã bị đánh đập. Cán bộ chấp pháp đã xác nhận nhiều lần là chúng tôi được tôn trọng phẩm giá, không bị đánh." Hắn vẫn ràng buộc lời nói: "Anh à, khỏi phản đối. Người đánh anh là trật tự, cũng là tù. Chúng tôi đã thay đổi công tác. Cán bộ thi hành đúng chính sách không đánh đập ai hết. Đó là tù đánh tù. Anh không sách động mà khi bắt anh đi rồi, có bọn thằng Tân, thằng Tường, thằng Dũng là đòi thả anh. Chúng tôi bắt bọn đó, thì bọn thằng Quách Diệu định vũ Hồng Cương tuyệt thực." Chuyện thành lớn, Việt Cộng thiện nghệ về tổ chức nên rất ghét hành động có tổ chức. Tự phát chúng không sợ nên xử phạt nhẹ. Hành động chứng tỏ có tổ chức chúng phạt rất nặng. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, và anh em làm như vậy cũng hay. Vừa có tình với nhau, dù ở nhiều nơi họp lại sống chung với nhau có 2 ngày, vừa chứng tỏ khí thế đề kháng sẵn có trong mọi người. Tôi vừa suy nghĩ vừa trả lời tên cán bộ Thành: "Báo cáo cán bộ, chúng tôi mới ở chung với nhau 2 ngày, có người chưa kịp nói chuyện với nhau, việc xảy ra gì phòng thối quá không chịu được, và anh em làm theo phản ứng tự nhiên. Các anh lợi dụng sơ hở là đấu tranh, việc cố phòng phải để cho trưởng phòng trình lên cán bộ. Đằng này các anh đã gây náo loạn cả trại, anh biết gây náo loạn trại các anh đã phạm tội gì không?" Tôi tránh né: "Báo cáo, tôi không gây náo loạn, trong phòng đã đề nghị trưởng phòng làm nhiệm vụ, trưởng phòng từ chối nên mới xảy ra sự việc. Anh biết những người nào la to nhất không?" "Báo cáo, tôi không biết gì cả, lúc đó phòng đông ai cũng nhao nhao lên tiếng. Chỉ có một vài người lớn tuổi ngồi im lặng, thế mà tôi bị bắt ra trước tiên hết." Hắn lại bắt câu nói của tôi để bẻ quạt câu hỏi: "Thấy là anh bảo anh quan à, cán bộ bắt quan anh à, cán bộ là đại diện cho đảng, đảng không bao giờ sai lầm cả. Anh trả lời không biết, không biết, không nghe, không thấy à. Tôi biết chủ trương bao che của các anh, làm như vậy làm sao học tập tiến bộ, làm sao anh về được?" Lại nghe điệp khúc cán bộ là đại diện của đảng, chống cán bộ là chống đảng, hay là đảng không bao giờ sai lầm, nên cán bộ không bao giờ sai, không bắt người sai. Lý luận một chiều ngu xuẩn đó cứ hết tên này nhắc đến tên khác nhắc như vẹt. Sau khi viết lý lịch của tôi vào biên bản, đến một can tội ghi sách động chống đối, tôi không ký vào biên bản nên hắn tức giận nói: "Anh vẫn một mực ngoan cố không tiến bộ, anh cần phải suy nghĩ nhiều nữa." Hắn giao tôi lại cho cán bộ Trạc đem tôi về xà lim. Xà lim đang được dọn vệ sinh nên hắn đưa tôi vào cùng phòng với đoàn kế tường.
Tôi nằm được một lúc thì đoàn kế tường cũng được đưa về phòng. Tường cũng bị ghép tội sách động đấu tranh và cũng không ký biên bản. Anh em đã tuyệt thực, vụ này thành lớn chuyện, chắc chắn chúng tôi sẽ bị giam lâu. Có những việc muốn tránh cũng không được, tốt hơn là chấp nhận nó với thái độ tự nhiên, còn hơn là than trách. 67 người tập trung một phòng dưới ô để làm các thủ tục cần thiết để đi trại lao cải. Mọi người lo âu, băn khoăn vì sắp bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời tù tội. Căn phòng chật chội vẫn yên lặng, mỗi người ngồi thừ ra bên cạnh gói hành trang gồm ít áo quần và thức ăn còn lại của đợt thăm nuôi vừa qua. Cơm chiều xong, đa số đã đi nằm, chỉ có những người hút thuốc lào tụm lại với nhau thay phiên kéo chiếc điếu cày. Tiếng nước sôi sùng sục nghe rõ mồn một. Tôi lại nghĩ đến gia đình tôi, không biết thân nhân của tôi sống bằng cách nào trong hoàn cảnh càng lúc càng khó khăn. Qua gói quà gửi tôi hiểu gia đình đã sa sút lắm. Tôi không xin quà, để gia đình gửi, cho tùy ý theo khả năng, đỡ cảm tưởng mình là gánh nặng cho thân nhân, vừa để có thể đo lường mức độ sinh sống ở nhà. Đã hơn 16 tháng rồi tôi chưa gặp mặt vợ con, nhớ lắm. Hai phòng hình sự tập trung cũng chuẩn bị ra đi, anh em trẻ họ ca hát suốt đêm. Hát giả từ thành phố để đi đến một nơi nào chưa ai biết, nhưng chắc chắn nhiều cam go, có chịu đựng được không? Nghĩ đến ngày về xa vời vợi, án tập trung là án dây thun, nó cứ dài ra mãi vì có tăng mà không có giảm án. Ngày về có thể ngày mai mà có thể chục năm nữa, và có thể chẳng bao giờ. Sáng sớm chúng tôi được gọi dậy ra ngồi ngoài sân. Gần Tết trời lạnh se sắt, lạnh ngấm từ bên ngoài và cũng thoát ra từ bên trong, từ nỗi cô đơn và sự lo lắng. Trại trưởng đến đọc lệnh tập trung, sơ yếu lý lịch và tội danh mỗi người để kiểm điểm lại lần cuối. Tôi bị ghi là tham gia tổ chức phản cách mạng, đúng như trưởng ban chấp pháp Năm Thành nói với tôi. Không cần tôi nhận tội, không cần phải làm cung theo đúng thủ tục, không cần chứng minh tội trạng. Công an giải thích, đảng không bao giờ nhầm lẫn, bị bắt là đương nhiên có tội, không tội này thì tội khác. Không ai thắc mắc khiếu nại, chỉ uổng công cán bộ không có thẩm quyền giải quyết. Chúng tôi được phát mỗi người một nắm cơm bằng quả bưởi và nhúm muối trắng cho một ngày ăn được. Nhiều người thở ra nhẹ nhõm, ít ra cũng đã được một phần. Chúng tôi đi cải tạo ở một trại gần Sài Gòn. Hai chiếc xe hàng chạy chậm chậm, buổi trưa mới tới trại Xuân Lộc, trại nằm phía đông bắc núi Chứa Chan. Từ ngã ba Ông Đồn trên quốc lộ 1 đi vào khoảng 4 cây số. Trại lập tại Bộ Chỉ huy Trung đoàn 53 Bộ binh, Bộ Chỉ huy trại và phân trại A nằm ngay trên đồi Phượng Vĩ, phân trại B sâu vào rừng 2 cây số, và Việt Cộng đang xây thêm một trung tâm kiên cố, gồm nhà xây tường đúc lợp tôn và có tường bao quanh. Thời gian trăng mật cũng qua nhanh, tụi Việt Cộng coi trại tù rất tâm lý. Tù mới ở trại giam ra chúng cho làm việc nhẹ khoảng một tháng. Ai cũng muốn được vận động, phơi nắng, vì tù túng quá lâu trong phòng tạm giam nóng bức và ngộp thở. Chừng lao động được một tháng, chúng đưa vào những công tác chính như cuốc đất, xẻ núi, làm đường, đào ao. Lúc đó tù nhân mới bắt đầu thấm mệt và hiểu thế nào là lao động cải tạo và chỉ mong được trở lại phòng tạm giam. Mỗi ngày làm việc quần quật trên đất, núi cứng như đá vôi, dụng cụ thô sơ, dưới trời nắng chang chang. Trưa và tối, mỗi bữa một chén cơm đựng khoai mì với nước muối, nên mới có hơn 2 năm cải tạo mà những người trình diện trông đã tiều tụy lắm. Lương thực mỗi ngày cắt dần phần gạo, thời gian đầu ăn toàn cơm nhưng gạo hẫm, sau nửa cơm nửa ngô, rồi ngô được thay bằng khoai mì khô, mức độ độn tăng dần theo thời gian, 50% độn rồi 75%, 80% rồi đến cuối năm 1978, mỗi tuần trại Long Khánh chỉ ăn 2 bữa cơm, 12 bữa ăn còn lại chỉ ăn khoai mì khô. Phần gạo ít quá, không thể nấu chung với thức độn,
anh em nhà bếp cũng kinh nghiệm, hãy nấu chung với động tên quản giáo nhà bếp ăn cắp nhiều gạo, nên họ đã nấu thành hai bữa cơm nguyên mỗi tuần, còn ăn động riêng để bảo đảm phần gạo ít ỏi của tiêu chuẩn. Cũng may là trại ở gần Sài Gòn, nên nhiều gia đình đi thăm nuôi đều đặn hàng tháng, nên kẻ có người không, bạn bè còn chia sớt cho nhau để sống chung, thử thách với thời gian và gánh nặng gian khổ. Sau 10 ngày ở trại lao động, tôi được gia đình thăm. Chỉ mới xa cách 16 tháng mà vợ tôi trông già hẳn đi đến mấy tuổi. Và Thụy Vũ, đứa con trai mạnh khỏe bụ bẩm của tôi bây giờ trở thành đứa bé khẳng khêu. Mười mấy phút gặp mặt không đủ để hỏi thăm tin tức gia đình. Lần đầu được thăm nuôi, anh em đã có dặn trước, chuẩn bị trước những câu hỏi. Khi gặp gia đình vẫn cứ lúng túng, có việc hỏi tới 2-3 lần, còn có điều muốn hỏi lại quên đi, đến khi vào trại mới sực nhớ lại. Ba mẹ tôi ở Đà Nẵng đều khỏe mạnh, những đứa em trai tôi đều nghỉ học, đứa thì bị đại học gạt ra biên chế, đứa thì không được dự thi lớp 10, học sinh thi theo lý lịch. Mấy anh em tôi có ba anh ở trong chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đương nhiên là lý lịch xấu, không được cấp giấy cho thi. Đời sống vợ con tôi đã rất bi đát, không còn cách gì để đủ ăn ngoài việc bán lần hồi những gì đang có, kể cả quần áo cũ. Mong muốn con được đi học chắc không thành. Vợ tôi xác nhận, sao không bị bắt, hắn vẫn nhẫn nhơ đi lại tại Sài Gòn. Hắn đến nhà nói với vợ tôi là tôi sẽ không bao giờ về được, vì tôi đã trốn trình diện mà còn tham gia tổ chức phản động. Thành phần tù cải tạo ở trại Xuân Lộc lúc đó phân biệt khá rõ. Sĩ quan trình diện đa số là cảnh sát và sĩ quan biệt phái từ cấp trung úy trở xuống. Tù chính trị mới đa số là thanh niên trẻ trong tổ chức phục quốc, một số rất ít tội vượt biên. Cách biên chế đội, cách bố trí phòng ở và khu vực làm việc cũng nói lên sự phân biệt đó. Tù phản động biên chế từ đội 4 đến đội 10. Ở trong các dãy nhà trung tâm phân trại, các đội trình diện ở các dãy nhà gần hàng rào hơn. Tại hiện trường lao động, các đội trình diện làm gần bìa rừng, đội bị bắt làm khu vực giữa đồng. Sự bố trí như vậy cho các anh sĩ quan trình diện cảm tưởng là họ nhẹ tội hơn và có thể được về sớm hơn, nên họ làm lao động rất hăng và kiểm soát lỏng lẻo vẫn không trốn trại. Cán bộ Việt Cộng giải thích, sở dĩ các sĩ quan trình diện chậm được thả ra vì tình hình nội chính bên ngoài chưa ổn định, vẫn còn những tổ chức chống đối. Việt Cộng đã rất giảo hoạt khi chúng dòng sự oán thán chúng về phía những người đối kháng. Nhiều người đã dễ dàng tin sự giải thích đó. Nhiều người đã dễ dàng tin sự giải thích đó, nên trong trại họ ít tiếp xúc với tù nhân bị bắt. Họ nghĩ là những người tù mới bị bắt là những người manh động và tham vọng quyền lực mơ hồ. Về phía tù nhân bị bắt thì họ có sự kiêu hãnh riêng đối với hành động đối kháng của họ. Dù chưa làm cho Cộng sản thiệt hại về người và vật chất, nhưng họ cũng chứng tỏ được tinh thần bất khuất của nhân dân miền Nam. Trong trại tù, họ thể hiện tinh thần đó qua cách lao động miễn cưỡng, lề mề. Lập trường của họ về lao động khác với bên tù nhân trình diện. Họ không làm lao động tích cực như tù trình diện. Xem sự tích cực lao động là hình thức đầu hàng. Họ không chịu ở trong các đội phục vụ cá nhân cán bộ. Xem đó là sự sỉ nhục. Họ ngấm ngầm phá hoại hoa màu một cách có ý thức. Vì hoa màu là phục vụ trước hết đời sống cán bộ, còn lại mới cho tù. Trại trồng ngô khi hái bắp, hái một bắp bỏ lại một hai bắp để đến khi đội có nhiệm vụ dọn cây lá có cái ăn. Tù trình diện coi việc làm của tù bị bắt là manh động, là rùi bu. Họ chưa thấy hành động chống đối nhỏ, nhưng nó thể hiện được tính đối kháng hơn là thái độ phục vụ ngoan ngoãn. Làm đẹp trại theo khẩu hiệu và sự thúc đẩy của bọn cai tù. Tập trung cải tạo là chính sách thực hiện chủ trương đấu tranh giai cấp của Cộng sản để tiêu diệt và vô hiệu hóa thành phần khác giai cấp, dù có đối kháng hay không. Về phương diện kinh tế, tập trung cải tạo để khai thác sức lao động.
Việt Cộng không giết hàng loạt để tạo biển máu ở Sài Gòn như hệ thống tuyên truyền của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa loan ra trước khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng Cộng sản bắt từ giọt máu của người tù ở trong trại cải tạo. Người tù đem sức ra làm lao động đến kiệt sức và chết ở đó. Lenin đã viết rất rõ để hướng dẫn chính sách lao động. Hắn viết, tập trung chúng lại để làm công tác lao động, tạo cho chúng luôn luôn nuôi hy vọng chúng được thả. Đổi trại thường xuyên để chúng nuôi hy vọng đó. Cuối cùng chúng gặp nhau và chết ở Siberia. Trong thời khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 1920, Stalin đã sử dụng các trại tập trung như những nông trường sản xuất nông nghiệp năng suất cao hơn những nông trường quốc doanh. Cộng sản Việt Nam rập khuôn theo đúng mô thức của Liên Xô, cũng xây dựng nhiều trại tập trung, dùng sức tù làm công cụ sản xuất. Khi chiếm miền Nam, chính sách cải tạo đã có sẵn và Việt Cộng có chương trình đưa tất cả sĩ quan, nhân viên và các thành phần xã hội cần được cải tạo khác ra miền Bắc, ở trong các trại tù. Sau đó, nếu được thả cũng phải cư trú trên vùng rừng thiêng nước độc miền Bắc, không cho về miền Nam. Vì có sự mâu thuẫn trầm trọng với Trung Quốc, nên chương trình đưa cải tạo ra miền Bắc tạm ngưng từ tháng 4 năm 1977. Do đó, các lực lượng đối kháng của nhân dân miền Nam có tạo tình trạng bất ổn về chính trị cho Việt Cộng, nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến quyết định thả hay không thả tù cải tạo. Bọn Việt Cộng rất gian manh, và chúng thường tìm mọi cách để giải thích các hiện tượng xã hội, cũng như các quyết định để tuyên truyền. Đối với các gia đình thân nhân của người tù cải tạo, chúng giải thích là người tù học tập chưa tốt. Số người được cho về sớm đầu tiên là những người có quan hệ gia đình với bọn cán bộ Cộng sản, có nằm vùng lập công trước 1975, sau đó đến các chuyên viên các ngành kỹ thuật. Trong những đợt xét tha có cả những người cấp bậc chức vụ lớn để tuyên truyền cho chính sách nhân đạo. Nhưng bên ngoài, biết đâu những người này trước 75 có móc nối làm việc hai bên, hoặc những người có quan hệ gia đình với cán bộ cao cấp, hoặc những người quá già yếu cho về để chết ở nhà, những người hết sức đề kháng. Việt Cộng có thể thả một đại tá già vào thời điểm 1978, nhưng mấy thiếu úy trẻ bị đánh giá là ngoan cố, phải đến 1988 mới được thả. Việt Cộng quan tâm đến những người còn sức chống đối hơn là địa vị của tù nhân. Tổ chức Phục Quốc tuy chưa gây được thiệt hại về vật chất cho Việt Cộng, nhưng sự nổi dậy của họ có nhiều giá trị về phương diện chính trị, cho thấy Việt Cộng không hoàn toàn chinh phục được nhân dân miền Nam. Không phải chỉ có những người liên hệ đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chống lại chúng, như chúng đã tuyên truyền, mà những nông dân, công nhân là những người trước đây ủng hộ chúng đã chống lại. Về phương diện lịch sử, toàn dân Việt Nam đều mong mỏi đất nước độc lập thanh bình. Người dân đã tham gia các phong trào yêu nước đánh thực dân Pháp và Việt Cộng đã lợi dụng hoàn cảnh lịch sử đó để cướp đoạt quyền lãnh đạo kháng chiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, các chiêu bài giải phóng dân tộc đã hết hiệu lực. Sự xây dựng xã hội chủ nghĩa không được dân chúng ủng hộ nên phong trào chống đối nổi lên khắp nơi. Tôi gặp Phố trong số anh em tù Phục Quốc đầu tiên tới trại Xuân Lộc. Tốt nghiệp sĩ quan võ bị Đà Lạt, vô binh chủng biệt động quân, bị thương giải ngũ với cấp bậc trung úy, Phố hoạt động Phục Quốc bị bắt. Trong trại, Phố quy tụ được một số anh em cựu sĩ quan võ bị Đà Lạt, có người trốn trình diện, có người đã là thương phế binh, và có cả những em còn là sinh viên sĩ quan khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Hơn 10 anh em họ sống với nhau rất thân thiết, chia sẻ cho nhau từ món ăn nhỏ đến những sự vui buồn trong những ngày tù tội đầy ải. Truyền thống võ bị Đà Lạt gắn bó, họ sống thân thiết và có kỷ luật, giữ tinh thần huynh trưởng. Họ được các anh em trẻ quý mến, mỗi người tập hợp được một số bạn khác. Nhóm anh em đó thường tụ họp với nhau để trao đổi sự hiểu biết, kinh nghiệm, những nhận định về chế độ Cộng sản. Và họ cũng muốn duy trì một tinh thần chung cho những người tù bị bắt, dù nhiệt tâm chống cộng, nhưng ô hợp không tổ chức.
Những anh em sĩ quan trẻ này cũng có những nhu cầu như Hoạt, như tôi khi sống chung với những tù nhân thế hệ trẻ, những người đối kháng sau 75. Không nhiều thì ít, chúng tôi đã có trách nhiệm trong việc làm mất nước, nên chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với những người tù trẻ này. Chúng tôi không thể vô tình để mặc họ trước bao nhiêu những vấn nạn, không thể tự tìm lấy lối sống khôn ngoan để tự bảo vệ lấy mình, làm hàng tấn chịu luồng trôn hay câu tiễn ném phân. Thực tế trong lịch sử Trung Hoa cũng như Việt Nam, cũng không mấy ai đủ bản lãnh làm được như hàng tấn và câu tiễn, nên những sự khôn ngoan lúc đầu, nó là cái vỏ bảo vệ bản thân, nhưng rồi với thời gian chịu đựng, cái vỏ đó càng lúc càng biến thành một thứ sơ cứng, đến khi muốn vùng lên cũng không còn đủ sức. Con người nhẫn nhục chịu đựng mãi qua thời gian lâu dài, sức phản ứng cũng bị tiêu tan như một cái lò xo bị nén lại lúc bung ra thì rất mạnh. Nhưng nếu nén mãi không bung, sức đàn hồi bị tiêu diệt. Khi sức đè nén bị cất đi, cái lò xo chỉ còn là một khoanh bẹp dí. Nhẫn nhục chịu đựng là một đức tính vô cùng quý báu của con người có đảm lược, nhưng đối với người bình thường trở thành sự nhu nhược. Chủ trương của Cộng sản là tiêu diệt sức đề kháng của con người bị chúng cai trị. Chúng lấy thí nghiệm Pavlov với con chó cắt thực quản làm kinh nghiệm, làm cho người ta sợ hãi, làm cho con người phản xạ có điều kiện. Lúc đầu là ý thức chịu đựng, nhưng dần dần thành thói quen. Chúng bắt một người tù gặp cán bộ phải giở nón chào, đi qua cổng gác phải giở nón cúi đầu. Lúc đầu người tù làm vì bảo vệ an toàn cá nhân, nhưng nếu cứ làm mãi trở thành thói quen, thấy cán bộ cộng sản là cúi đầu sợ hãi, không còn ý thức chống đối nữa. Không phải chỉ có những bài học tuyên truyền bằng luận cứ một chiều, bằng những từ ngữ khuôn mẫu để tẩy não người tù, mà bằng cách sống hàng ngày tạo sự sợ hãi và tuân phục cũng là một biện pháp tẩy não. Đó, bởi vậy sau mấy chục năm đó, bây giờ Covid tùm lum đó, dân đói tới nơi nằm dài ra chịu trận chứ không có dám chửi một tiếng. Chúng tôi thấy cần phải chống lại biện pháp cải tạo đó để duy trì sức đề kháng và chút hơi nóng còn sót lại trong bản thân của mình và truyền nhau giữ chung cái hơi ấm mỏng manh đó trong những người tù với nhau. Có nhiều anh em khác biết việc làm của chúng tôi, thương thì khuyên răn, ghét thì kê kích. Họ gọi chúng tôi là những người ngu, nhưng chúng tôi cam chịu làm những người ngu. Có thể đất nước được xây dựng bằng những bộ óc khôn ngoan, nhưng đất nước được bảo vệ bằng cả bàn tay của những người ngu lẫn người khôn. Dù có thể chịu nhiều nguy hiểm và thiệt hại, bản thân chúng tôi vẫn cố duy trì một hình thức chiến đấu trong tù. Chiến đấu không phải để thắng, mà chiến đấu với bản thân, chiến đấu với những mưu toan của địch để duy trì sức đề kháng cần thiết. Dịp Tết gia đình thăm nuôi tấp nập, tù nhân qua lại thăm viếng nhau, tổ chức những bữa cơm bạn bè tập thể từ chiều 30 được nghỉ lao động. Anh em bên trình diện có nhiều phấn khởi vì họ nghỉ. Ra Tết chỉ khoảng hơn 4 tháng là hết hạn 3 năm cải tạo, họ có thể được về. Khi các cửa nhà giam khóa lại sau buổi cơm chiều, mọi người đều muốn giữ yên lặng để suy tư, nhớ về gia đình. Không phải chỉ có mình họ ngồi trong tù tưởng nhớ mà giờ này, gia đình, cha mẹ, vợ con cũng đang thổn thức nhớ thương. Một người nào đó như không chịu được không khí ngột ngạt nặng nề, cất tiếng hát bài Xuân này con không về. Bài hát thật tầm thường, lời lẽ giản dị. Sao mỗi lần có người hát lên nghe buồn thối ruột. Con biết bây giờ mẹ chờ mong con, khi bao giao thừa rộn ràng nơi nơi. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang về cho tà áo mới. 3 ngày xuân đi khuya xóm riêng. Tâm sự của người lính nơi chiến trường vì trách nhiệm không thể bỏ bạn bè để về thăm nhà, mà nó da diết như vậy. Huống hồ tâm sự của người tù, của những người đã mất nước không còn chiến trường để chiến đấu.
không còn chiến tuyến để giữ, trở thành những người đói khổ lết thết. Gia đình người tù không những buồn vì thương nhớ người thân, mà còn phải lo chạy gạo hàng bữa nuôi con ở các chợ trời không đủ, còn phải đem bán dần tài sản trong nhà, từ cái áo quần cho tới miếng gạch bông trong bếp hay miếng tôn đang lợp trên mái. Cái gì cũng bán, nếu thấy nó còn có thể bán được, nó không quá cần thiết cho sự sống bấp bênh hàng ngày. Tiếng hát mới kết thúc là đã có tiếng phản đối. Hát buồn thúi ruột, hát bài khác cho vui không được sao, ly rượu mừng đi. Tiếng nói không có người hưởng ứng, người đó nói tiếp. Tết mà không có bài ly rượu mừng là thiếu. Ê, ly rượu mừng à, vô duyên quá, khung cảnh này mà mừng nổi gì, mà chúc ai đây? Một tiếng khác. Ê, phải đó, hát bài nào cho hợp cảnh, ly rượu mừng lạc lõng quá. Người hát không chú ý đến những tán đồng hay phản đối chung quanh, với giọng thật buồn, anh chuyển qua ngâm thơ, anh thuộc gần như cả cuốn chinh phụ ngâm, lúc đọc lúc ngâm những câu thơ được anh diễn tả lúc hùng hồn lúc tha thiết. Cả phòng không ai nói lời nào, mọi người đều lắng nghe, nhiều tiếng thổn thức chứng tỏ có người đã khóc vì xúc động, nhớ vợ con, nhớ cha mẹ anh em ở nhà. Hoàn cảnh giống nhau, tâm trạng giống nhau, cũng câu thơ bài hát như xoáy vào trong lòng của người tù vào đêm 30 Tết, chuẩn bị đón giao thừa. Người đàn ông nằm trong tù đầy, những đàn ông đang bị đầy đọa vì đã thua cuộc chiến, vì đã bỏ súng xuống mà không chiến đấu. Những người đàn ông không làm tròn bổn phận đối với tổ quốc và đối với gia đình, chỉ tội nghiệp cho những người đàn bà. Khi trao thân ai cũng muốn cùng chồng sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Chỉ có tình yêu tổ quốc mới có thể đặt trên tình gia đình. Khi người chồng đi chinh chiến để bảo vệ tổ quốc, người vợ mới cam lòng làm kiếp chinh phu. Nhưng ngày ra đi của người chinh phu thật đẹp đẽ và hào hùng. Giả nhà đeo bức chiến bào, thét trôi cầu vị ào ào gió thu, áo chàng đỏ tựa rắn pha. Người chàng sắc trắng như là tuyết in, và nhiều người vợ hiện tại cũng đã từng làm kiếp chinh phụ, quản trị công tâm Bình Đông An Lộc, bao nhiêu địa danh, bao nhiêu chờ đợi, người chinh phụ thời đại vẫn không sằng lòng, nhưng rồi người chiến sĩ bỏ chiến trường, không chiến đấu, ngày đi trình diện hay bị giặc bắt tận nhà, đều thiểu não, còn đâu hình bóng hào hùng lúc chia tay. Nếu không phải là một kẻ chiến bại ngơ ngác, thúc thụ gục đầu, còn đâu là hy vọng tương lai, mong khúc khải hoàn về chốn triều Trung, hay chỉ là một kẻ đói rách còm cõi thân tàn ma dại, mà tháng ngày người vợ phải nhịn ăn nhịn mặc mang thức ăn lên trại tù tiếp tế. Tội nghiệp cho những người vợ ở nhà chờ chồng đi cải tạo, tiếng gì để gọi tên cho họ xứng đáng, vinh quang nào cho họ trong hoàn cảnh này. Người mẹ, không có cái văn chương nào đủ để diễn tả được người mẹ Việt Nam, ngoài cái vinh dự cao quý nhất là đã đồng hóa mẹ với đất nước, mẹ Việt Nam. Ai đã dùng ba chữ ngắn ngủi đó mà giá trị hơn cả ngàn bài thơ, chỉ như thế mới xứng đáng với cái hy sinh của mẹ đối với con, của tình mẹ đối với con. Từ khi con lọt lòng đến khi con trưởng thành, và kể cả con đã già, ai mà không cảm động khi bà mẹ gần 90 tuổi lặn lội chống gậy mang đồ ăn từ Long Xuyên lên thăm con ở tù ở trại Xuân Lộc. Ngoại đi thăm ai vậy ngoại? À, ngoại đi thăm thằng hai. Thằng hai, tiếng gọi thật âu yếm của mẹ dành cho đứa con mà thằng hai năm đó đã 64 tuổi. Mẹ thương con. Mẹ thương từ đứa con nên đến đứa con hư, đứa con thành công cũng như đứa con thất bại, vì tâm của mẹ không giới hạn. Đứa nào mẹ cũng thương, người cha cũng thương con, nhưng người cha vẫn thương đứa con thành công, là ước vọng của người cha, hoài bão của người cha, nhiều khi ông không đạt được. Cái trí của người cha nhiều khi làm cho tình thương của ông giới hạn. Người cha cũng xót xa cho đứa con thất bại, nhưng không quý mến nó, và cũng có nhiều người cha ghét những đứa con hư. Nhưng mẹ thì không vậy,
vì mẹ sống với tâm không giới hạn, mà cha thường sống với trí, luôn luôn bị giới hạn. Tập thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 18.